tài khoản của lực lượng. Những cái phần chụp các lớp vi tính thì khi chúng ta chụp ấy thì nó cũng giống như quang, chúng ta phải cho cái định vị từ đầu đến đầu. Thì nguyên tắc là chụp lấy hết từ gỗ từ lõi xuống đến hết ngách màng phổi và phải lấy được kính chụp thật hai bên. Nguyên tắc như vậy. Cứ lúc vào tập lấy gỗ từ lõi không phải khối là phổi mà các bạn bỏ qua gỗ từ lõi thì được. Nó có rất nhiều lý do, lý do nhất là cái gì cắt hạch ở cái gỗ từ lõi. Lý do thứ hai vì những u ở đường phổi nó có thể xâm lấn lên gỗ từ lõi, nó sẽ xâm lấn. Và hay nữa là u mô phổi thì rất hay đi ta chụp cẩn thận, nên là khi quy chụp bao giờ mấy cũng phải hai bên. Và các cái lớp cắt thì đây là những khái niệm ở những nước còn chậm phát triển. Từ đấy bây giờ còn cái khái niệm lớp cắt 8, 5, 4 mm. Và thực tế là những nước phát triển không ai nó dùng những máy CT thông thường rồi, tất cả các máy CT là đào dẫy hết rồi, 64 dãy là đã bình thường, 256 dãy, 320, 640, 512 các bạn. Và khi mà những máy chụp như thế thì nó không dùng cái khái niệm lớp cắt thì nữa, nó sẽ tính theo cái tích truyền đạt và lớp cắt. Và sau đấy thì nó tái tạo lại lớp cắt. Bây giờ những máy mới nhất bây giờ thì thường nó tái tạo 0.3 mm. Còn cái máy thì ghi là lộn này là cái máy 128 giấy tái tạo 0.625 mm. Khi mình chụp những máy thì nghĩa như là sẽ tái tạo nước bỏng này. Đấy. Chứ không dùng những cái máy mà 8 mm, 5 mm, 4 mm là những cái máy mà 2 giấy, 4 giấy, 6 giấy đi đây chiếc máy 6 giấy phòng đấy này. Cái phòng 120 máy CT là cắt thường xuyên về như này, chỉ khi nào thực sự muốn cắt bỏng thì lúc đấy người ta đặt cái chế độ kích chuyển đàn 1 mm thì người ta sẽ giảm ra 1.25 mm thôi, nhưng mà tốc độ rất là chậm. Thì ý nghĩa của cái độ dày lớp cắt này nó có khác nhau không, rất khác nhau với phổ lúc tạng khác ấy, thì các bạn sử dụng độ dày lớp cắt 4-5 mm đã tốt rồi. Thì riêng ở nhu mô phổ muốn đánh giá thì tất cả những lớp cắt 5 mm, 4 mm, 80 mm là rất ít giá trị chẩn đoán, không chẩn đoán giãn phế quản được, không chẩn đoán những lý vừa kẽ được, lý vừa kẽ nhất định lớp cắt phải từ 1 mm đổ xuống. Chính vì vậy mà trước đây nó có cái thuật ngữ là chụp các lớp vi tính phổi phân giải cao HTR high resolution thì người ta tái tạo ra cắt rồi đến cắt là 1.25 hoặc 0.625 và để cái chế độ ve sát rất sát đấy, nó tương phản với người ta, cấu trúc khác nhau rất là mạnh, chúng ta sẽ xem nhu mô phổi. Tuy nhiên những cái máy mới bây giờ thì bây giờ cái từ chúng ta lớp vi tính phổi phân giải cao dần dần nó mất, người ta không dùng nữa, nghĩa nhiên chụp phổi thì chụp bằng cách hết không ai được, không sử dụng cách cũ nữa. Và khi đọc thì nhiệm vụ vì máy 128 dãy kia các bạn tái tạo ra 5 mm cũng được, tái tạo ra 1 mm được, nhưng các bạn tái tạo ra 5 mm đây là lỗi của các bạn, cái máy nghiễm như là sẽ ra 1 mm. Bạn hiểu không? Nếu như các bạn có nhưng bạn tái tạo ra 5 mm đọc thì lỗi các bạn sai hoàn toàn. Đọc như một phổ. Bây giờ chúng ta xem hình ảnh in các lớp vi tính phổi rất nhiều nơi của các tỉnh miền lên. Tôi biết cái máy là 64 dãy, 125 dãy, tôi biết hết cả. Nhưng lúc in nhu mô phổi các bạn phải tạo 5 mm, in nhu mô phải coi như là cái giá trị của máy CT đa dãy của bạn gần như là vô nghĩa, không khác cái 6 dãy như vậy. Tuy nhiên khi tái tạo ra 1 mm thì từ gỗ tự đòn xong xuống bên dưới này nó sẽ rất nhiều lớp thôi, không phải tạo, nhưng mà nó ra mấy trăm lớp, tạo 600 lớp gì đó. Thế thì nhiệm vụ của bạn in nó đơn giản thôi, 10 mm chúng ta in một lớp thì nghiễm nhiên là nó sẽ ít, chỉ có vài lớp hay quá cũng vậy. Nếu mình hướng dẫn kỹ thuật viên người ta ngại tái tạo 5 mm hoặc tái tạo 10 mm, thế là người đó phải cắt xét thì người ta in lên phim đấy, lúc đấy tờ phim mang phải như tuyến trên đọc là như một hộ. Đây là một lượng, đây tại máy đặc biệt độ hai lớp cắt cùng trên bệnh nhân cùng một lần chụp. Và đây người ta tái tạo 5 mm và đây là tái tạo 1 mm. Các bạn nhìn thấy khác nhau không? Khác nhau một giờ, điều gì khác nhau rõ nhất và biết là
phim của phim hiểu bằng đó phim gì lãnh nhân thùy do chính xác một là lãnh nhân thùy các bạn nhìn lãnh nhân thùy thì rất là mờ hầu như nhìn được. Thứ hai là gì? Phế quản máu nữa. Cái này quản yếu là phế quản. Phế quản. Phế quản. Rất nhiều phế quản ở đây không nhìn thấy phế quản. Như vậy thì nếu chúng ta mà để cái độ 5mm chúng ta không nhìn được phế quản luôn. Thì nó giãn phế quản mà dựng 5mm là to chuyện rồi. Đấy. Thứ hai là gì các bạn nhìn đây? Trên nhu mô phổi này. Nhu mô phổi này khác không? Khác hoàn toàn. Đầy những nốt mà trên đầy hết. Trong cái nền nhu mô phổi hoàn toàn những nơi mà mở chấm ở đây thì chính là cái cấu trúc tẻ của trung tâm tử tủy đó, cách trung tâm tử tủy chúng ta nhìn được. Và khi nó dày những cấu trúc này nó sẽ hiện hình trên những phim trên cái ảnh dựng 1mm nhưng không nhìn trên cái ảnh được 5mm. Và các bạn nhìn đây cái ảnh nhìn cái xương này đấy, cái mạch máu này, cái bờ mạch máu bờ thất này, cái bờ nó nhờ nó, cái xương nó nhờ bờ nó sắc nét, xương sắc hơn mà chúng ta có sắc nét hơn. Cái này do chúng ta tái tạo lấy cho độ phai sáp. Bạn nào để ý chúng ta nhìn H 80 chẳng hạn đấy. Ở chế độ này là chế độ medium, tức là không mịn mà cũng không sáp. Thì nó rất khác nhau nha. Và cái vấn đề thứ ba là cái tiêm thuốc cản quang. Có tiêm hoặc không tiêm thuốc cản quang để bàn luận. Vậy thì trước khi muốn khi là tiêm thuốc cản quang chúng ta phải biết là tiêm thuốc cản quang nó có cái vai trò gì. Cái thứ nhất đấy là đánh giá đặc điểm các thuốc cản quang của các tổn thương rất quan trọng. Như vậy có nghĩa gì? Nếu chúng ta nhìn thấy một cái nhu mô trong mô phổi nó trung thất không một cái khối hoặc một vùng tổn thương gì đó thì chúng ta muốn xem bắt thuốc được bắt thuốc thì chúng ta thì tiêm thuốc cản quang mà. Và bác thuốc nó thuốc là gì? Cấu trúc có giò mạch hay không giò mạch. Thứ hai chúng ta phải đánh giá, cần phải đánh giá mạch máu trung cấp thì chúng ta phải tiêm thuốc vào thì chúng ta biết trong lòng mạch nó như thế nào, có bóc tách hay không, có vết khối hay không, xương vỡ hay không, rõ được đúng không? Và đôi khi chúng ta thấy một u nó nằm rõ ở trung cấp rồi nhưng chúng ta muốn biết có xâm lấn mạch máu hay không, mạch trung cấp hay không thì lúc đấy chúng ta phải tiêm thuốc vào để biết đâu là mạch máu, đâu là tổn thương. Và tất cả những trường hợp khi có tổn thương ở phổi là người ta sẽ chụp và tiêm thuốc. Khi như tôi đi một cái hội nghị người ta quảng cáo về máy nhiều hơn thì người ta nói là cái máy hai nút năng lượng bây giờ thì chụp CT rồi khi đã phải chỉ định hầu như là tiêm thuốc hết, không phải tiêm thuốc và chỉ chụp một lần duy nhất và nó ra được hai thì vừa tiêm thuốc vừa chụp ra được cả hình ảnh trước tiên nó dành sau tiêm một cái chế độ đặc biệt ánh năng lượng phải làm được việc đấy và người ta tiêm hàng loạt hết không cần nhìn trước có tổn thương hay không vì sao khi đã chỉnh CT đã nghi ngờ những gì đó rồi tính thuốc hết. Anh chị nhìn thấy đây một khố, nếu mà không tiêm thuốc lên thì chúng ta không biết nó xâm lấn vào những cái gì. Thì khi tiêm thuốc lên này chúng ta nhìn thấy là tâm nhĩ đúng không, đây là tích mạch phổi cũng xâm lấn tích mạch phổi, đây là rốn phổi này, rốn phổi kết quả xâm lấn rốn phổi. Và đây là những tĩnh mạch chủ trên, các bạn nhìn thấy cái nước mỡ đi đen thì nó bao quanh cái tĩnh mạch này đến mất thì nó xâm lấn cả vào thành tĩnh mạch chủ trên rồi. Và đây chúng ta nhìn được cả thạch, thậm chí nhìn được hoại tử, những hoại tử nó có viền. Nếu chúng ta không tiêm thuốc thì sẽ không phân biệt được người này. Đây chụp lên chúng ta nhìn đây, trên đây thì thấy cái gì? Đây là cái cuối đây, thạch ở đây và đây là mạch cùng chủ. Vậy chúng ta thấy đây có gì mất mạch gì ở đây? Nội chú. Nội chú đâu? Mạch à, tầm này chứ nó nhìn thấy mất mạch gì? Mạch cho cánh trong. Không, đã nên thì có phân nhánh đâu. Nhìn mặt trên được phân nhánh. Ở chỗ này mất mạch gì? Mạch phế quản. Lúc mạch phế quản. Lúc mạch phế quản thì đầu chỗ này nó dí thấp nữa. Xuất phát từ động mạch chủ ngực rồi đây nó quay về chủ thôi. Con mạch cung ngực chủ cái nào bạn này nói gần đúng rồi, nhìn đây ngực chủ trên, ngực chủ trên như này. Còn từ viền bắt thuốc ở đây nhưng mà cái cấu trúc ung thư đã xâm lẫn rồi trong vòng cái mạch chủ trên,
nếu không nghiêm túc chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy như thế. Đây là nhìn đây, đây là động mạch phổi. Khi tiêm thuốc này mình biết là một tổ chức bất thường bao quanh động mạch phổi. Nếu mà chúng ta không tiêm nên chúng ta cảm giác động mạch phổi tiếp tục đi ra đây, đúng không? Chúng không phân biệt được. Thuốc cản quang một những loại gì, tiêm tốc độ gì, các bạn được học hẳn một cái bài về cản quang rồi, đúng không? Mà bạn Trung bạn mời các bạn ra xem hướng dẫn tiêm thuốc, tốc độ truyền tiêm bao nhiêu, có hết rồi đúng không? Các bạn tập từ các lớp vi tính có chưa? Ba người gặp chưa? Mới chỉ có bài về lý thuyết về chất cản quang thôi. Chưa. Có nhưng chưa học. Để liên hệ Trung nha. Chúng sẽ ra hướng dẫn xem cái bơm thuốc như nào đấy, mà tốc độ bơm bao nhiêu để về còn nói những tập viên làm sai không biết phần tập bơm tay cơ quan tập bơm tay mình học cái máy bơm như nào mà thời gian thì làm sao từ đấy chúng ta mới suy ngược lại chúng ta bơm tay nằm như thế nào nó tốt thời gian một chút chúng ta bơm tay và tiết kiệm mức độ không có kim luồn cả cái kim 18 cắm cái ven cái bằng dính bằng cái này vào ép cùng kéo nó chặt cái kim đi xuyên ra ngoài hành lại tốt tất cả hết trong cơ. Trước anh có cái anh Nguyễn Phước Bảo Quân ấy, rất nổi tiếng từng bộ siêu âm ấy, làm cái tài khoa học có lớp di kính ba pha của đoán nhân gian thì cái máy này mang hai dãy bông tay thì muốn đạt được ba pha ấy, mặc áo xì vào vừa bơm vừa chụp các bạn người chú quan vừa khỏe nhất thì phản ngay và nhờ bơm thuốc cho khỏe tay luôn là bơm bóp cái này bóp phát mấy lần thế nhưng mà vì sao người ta lại làm như thế những đấy mình phải học được cái máy bơm xong rồi mình suy ra cái việc mình bơm tay như thế nào làm như nào đúng quy trình. Nói ví dụ bạn muốn chụp một cái u gan mà muốn chụp vào đúng vì 30 giây đúng không? Bạn bơm tay bằng tính hết 30 giây bạn có ra kịp hay không? Hầu hết ấy, nếu bạn đặt tốt có kim luồn sẵn bạn bơm cũng chưa đến 30 giây sau khi rồi vẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn cho bạn. Một số cái kỹ thuật đặc biệt thì những kỹ thuật này là chụp mạch vành hoặc chụp mạch phổi, tức là nó chỉ là một trong kỹ thuật chụp các lớp vi tính rồi. Những kỹ thuật này nó đặc biệt như này chụp một cái kỳ nào mà đúng thì cái động mạch trong lòng mạch nó nhiều thuốc nhất thì đây thì các bạn phải ra ngoài đi xem tôi mình hướng dẫn cho như cái là test bolus như là buồng khe bolus tức là như này người ta sẽ test thử bơm thuốc cản quang vào xong máy nó chụp liên tục cái động mạch chủ này bao giờ cái động mạch chủ này xuất hiện những tỷ trọng cao thì bắt đầu nó sẽ chụp cái mạch phải đấy. Test một lớp là máy tự test cái xong cái đấy kỹ thuật viên phải ngồi tính ra bao nhiêu giây thì là cái chỗ này nó sẽ xuất hiện chức năng nhất công thức nào hẳn thì lúc đấy vì sao quả tim của mỗi một bệnh nhân có một khác nhau vì trẻ tim đập rất nhanh nhất trẻ em lại để đạt được cái điểm cao được mạch rất nhanh đấy. Còn người già chức năng yếu thì nó lại chậm thì cũng tự tùy từng người một cái học thuốc khác nhau nên phải máy phải test chụp thử xong đó liên tục thì đạt được tính đến 30 giây là đỉnh rồi sẽ xong rồi mới suy ra để chụp. Ngoài thứ hai là kỹ thuật viên có cái kinh nghiệm mà làm phóng viên Việt Xô biết là mấy cậu kỹ thuật viên Việt Xô nó rất là quen cái máy sóng từ dãy ngày xưa ấy máy mới bây giờ thì ít thử cậu hoàn toàn nhìn mắt ấy cậu cái nhìn mắt này cậu chụp liên tục nhìn cái động mạch cái bắt đầu nó thì chậm đạt một cái ngưỡng nhất định bấm tại máy luôn và từ khi bấm lúc chụp cộng thêm mấy giây nữa lập tức nó sẽ gập cái test cái bullet hair này là phải cực kỳ có kinh nghiệm nha. Các bạn thì sơ sẩy tay một cái nó mất hết thuốc đây là kỹ thuật đặc biệt trong cái này và hai là gì cái máy khi tim nó phải chụp chụp làm sao nó cái quả tim nó bóp không nhiều nhịp và hai nó phải giữ ảnh và thể hiện nào tâm trương thì được cái gì tâm thu được cái gì và các bạn sẽ nhiều anh chung để trình bày nhé. Mà cái test bolus này đây chụp bằng phổi không phải phổi bình thường cái máy nó cái chụp nó sẽ tính xem thời điểm nào cái thuốc nó vào phổi ta chỉ cho cái xem lòng phổi
chủ đội chủ cái tập này tôi đang chỉ nó không đặc biệt thì khó đâu, ra thì xem một lần thì hiểu. Một kỹ thuật đặc biệt đó, người ta có thể làm, nhưng mình thì tôi chưa thấy ai làm bây giờ. Người ta tôi một kỹ thuật làm phổi để chụp các lớp. Ví dụ như cái trường hợp này đây là một cái u phổi tiếp xúc cái này, bờ trung thất cái này, thì cũng không biết nó đã xâm lấn ở trung thất hay chưa. Nếu có xâm lấn trung thất, không thì không phải, đặc biệt là xâm lấn ở bờ bên khí quản, không bao giờ không phải. Ngay cả xạ trị nó rất sợ, điều khi xạ nó dò thực quản với khí quản tử vong trước khi chết u. Thì người ta làm gì? Nó đưa khí vào cho nằm nghiêng đi, là cái khí nếu như mà chưa xâm lấn thì cái phổi nó rơi, là cái u phổi nó rơi nữa, khí tắc rồi, biết được là còn những cái vật. Tôi đọc nhiều bài nó hay nói như này, nhưng mà mình sẽ nghe làm được. Dạ. Không phân biệt. Người bác sĩ người ta bác sĩ ngoại phẫu thuật Việt Nam mình cũng hay cứ mổ ra con đầu làm đấy, nhưng sớm đến là cắt bán luôn. Nhiều mà các bạn ư thì đến trung ương rồi đến các tỉnh rồi tiêm vùng nữa nha, người đi chúng ta còn rất kém là thực tế. Khi mà chụp được rồi thì chúng ta phải mở những cửa sổ gì đến tầm đến hôm nay bạn biết hết rồi. Thứ nhất là cửa sổ trung cấp, chúng ta sẽ nhìn được thành phần trung cấp bổ sung được một phần mềm, nhưng mà nhu mô phổi ta không nhìn được. Cửa sổ thứ hai chúng ta xem cửa sổ nhu mô phổi, chúng ta không mở cửa sổ nhu mô phổi chúng ta sẽ không xem được nhu mô phổi như nào. Và mở cửa sổ xương cũng xem là cái cấu trúc xương đi căn xương như tổn thương xương như tổn thương tông, đây là tổn thương xương này. Và phương pháp tôi chẳng lọc trước chẳng hạn, mở cửa sổ đi là như thế nào các bạn biết rồi đúng không? Ba bạn không có nước vi tính mở trên hệ thống bắt chỉnh tự bay chỉnh được không? Ờ, nếu mà thế là biết đã hiểu rồi đúng không? Nó có cái window click và window nav vào, các bạn tự tự hành trên như đấy, còn nếu không hiểu thì phải bác sĩ thì xem trên máy là rất mất thời gian nhé. Cái cửa sổ trung tất cái đặc điểm của đó là gì, là nó để cái cửa sổ hẹp hơn, để cửa sổ hẹp hơn và cái pin tức là cái nút cửa sổ cũng có cửa tắt luôn thì nó như hình ảnh đi to thì rõ phần mềm của xương thì thôi, còn cửa sổ như mô phổi thì để cái khoảng rộng cửa sổ rộng hơn rất nhiều và cái mức cửa sổ cũng thấp hơn nữa, làm cho gì hiện hình những cấu trúc ở trong khí ra như những phần mềm nó không nhìn được nữa, nên là nhờ nhau tắt cửa sổ như mô phổi đó là nhìn được tất cả thành phần như mô phổi. Cửa xương thì cái cửa sổ rộng những cái mức cửa sổ rất là cao làm cho nó đen hết đi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái xương như thế này. Và chúng ta phải đọc trên cả ba cái cửa sổ này, cửa sổ trung tất để nhìn cho cốt của chức đặc tính chất mắc phúc, xem các tạch máu mắc phúc như nào, xem phần mềm thì được như nào, cửa sổ nhu mô phổi xem các cấu trúc phổi và tổn thương của nhu mô phổi, và cửa sổ xương thì xem tổn thương xương, khi u phổi bao giờ đặc biệt u phổi bao giờ trong xương như tăng hay không, thì tỷ lệ như tăng xương khá cao, tổn thương xương căn xương thì như vậy. Về giải phẫu phổi này nói thì nó thực ra nó hơi thừa, các bạn có kết những cái này rồi, mình chỉ có xem trên hình ảnh căn lớp của phổi như nào thôi. Phổi hai bên thì bên phải có ba thủy trên giữa dưới, bên trái thì là thủy trên thủy dưới, thủy trên nó bao gồm bằng cả cái thùy trên thùy giữa của thùy phải, bên trái bằng cả hai cái cộng lại, vì nó không có rãnh nhìn thùy nhỏ, bên trái chỉ có rãnh nhìn thùy lớn duy nhất nó chia làm hai thùy, còn bên phải thì nó có rãnh nhìn thùy lớn cộng rãnh nhìn thùy bé, hai rãnh tách ra. Và phân thùy thì bên phải nó có mấy phân thùy, bên trái có mấy phân thùy, bên trái thì thường là có chín phân thùy,
nhưng để dễ nhớ người ta vẫn đánh từ 1 đến 10 giống như hai bên. Bên phải thì có 7, bên trái thì không có 7. Đôi khi nó có một phần của 7. Thì cái tất trái nó lồi vào cái phần của trái làm cho cái phần hình 7 nó không phát triển. Và anh chị nhìn đây, cái này nếu muốn xem hết cái này nó bắt buộc tắt điện cả hai lần xem đấy, thì nó sẽ nhìn rõ, nó sẽ nhìn hơn. Các bạn nhìn đây, bên trái này thì hình cắt đứng ngang của nó đấy, thì có một rãnh liên thủy duy nhất đây, thì đây từ trên từ dưới. Còn bên này nó có hai rãnh liên thủy, thì là rãnh liên thủy lớn này, rãnh liên thủy bé này. Và đây là từ đây lên là trên, và giữa hai rãnh liên thủy là từ giữa, đây là dưới. Và cái phế quản gốc đây nó chia làm hai phế quản bên phải và bên trái. Bên phải nó dốc hơn, to hơn, cho nên là vi vật nó sặc, vi vật nó hay vào bên phải hơn. Bên trái thì nó nhỏ hơn, nằm ngang hơn. Và chân vật phẳng đứng, đứng dọc. Cắt qua phổi phải thì nhìn thấy là rất nhiều phình lớn. Thấy chưa? Đấy. Thì ở phía dưới rãnh liên thủy lớn và phía sau hơn thì đây là thủy dưới. Còn phía trước và trên của cái rãnh liên thủy lớn thì nó có hai thủy. Nên cái rãnh bằng phổi nằm ngang này, rãnh liên thủy nhỏ. Thì đây là thủy giữa và đây là thủy trên. Còn ở bên trái có một rãnh liên thủy lớn duy nhất, tách ra đây thủy trên, đây thủy dưới. Tất cả các máy CT khi các bạn cắt một nguyên phép đều dựng được như này, không phân biệt là tốt không tốt nha. Các bạn cắt 512 dãy, 64 dãy thì nó cũng giống nhau mà thôi. Đấy, 512 dãy thì biết được chụp mạch phành, chụp cái mạch rất là nhỏ cũng đi thôi. Còn chẩn đoán về gan, phổi tiết không khác nhau đấy. Tất nhiên những cái 512 dãy bây giờ nó đặt cái chế độ phân giải là 0.3 mm, tái tạo đến mức độ nó sẽ ghét được. Nhưng thực tế chụp phổi ít khi tái tạo lúc được từ 1 mm thôi, đây là 1.25 mm. Và phân chia phân phì và tùy phổi thì chúng ta dựa vào phân chia của phế quản. Đây là phế quản gốc phải, đây là phế quản phì trên, đây là phế quản phì dưới. Phì giữa thì nó nằm hơi như là trước mặt thì nhìn rõ đây. Đây là phế quản phì trên, đây là phì dưới, phì bên trái. Đây, và chạy ra trước một chút thì đây là phế quản phì giữa. Cho bạn xem qua thì giúp chúng tôi sẽ chạy thêm cái phần khác của trình của cái ca phổi để các bạn nhìn được cái giải phẫu. Cái giải phẫu rất là lúng túng nha, phỏng thi đầu ra rồi các bạn chỉ cái phân phì phổi thường xuyên sai. Nên là đã cho tôi sẽ chỉ đạo anh chị ít khi anh chị đấy xem nó ở phần phì nào. Thực ra thì ở phì nào thì quan trọng hơn, nhưng mà phần phì các bạn cũng nên nói chính xác một chút để có cái định hướng cho bác sĩ lâm sàng. Anh chị nhìn thấy đây, nó cắt ở phía trên thì nó có ba cái nhóm, một mạch phổi và phế quản. Đây là cái nhóm ở giữa, thì đây là cái của phân phì 1, đây là cái nhóm phía sau là phân phì 2, đây là nhóm phía trước là phì 3. Và giữa ba cái phân phì này nó không có một cái màng, một cái vách gì phân chia nào cả. Tuy nhiên nó có một cái vùng ít tạch tương đối thì đấy người ta biết đấy là vùng ranh giới. Thì nói ví dụ anh chị nhìn thấy nhé, đây là 3, đây là 1, anh chị nhìn cái vùng này không? Đấy, ít tạch máu hơn, tạch máu dường như dừng lại như này. Đây chính là ranh giới của phân phì 3 và 1. Ở phía sau đây thì nhìn chỗ này đây, đây là ranh giới giữa 2 và 1. Bên đây thế anh chị nhìn đây, nó chỉ là tương đối thôi, không có một cái phân chia cụ thể đâu. Nhưng chúng ta cũng biết là nó có phân phì nào. Xuống dưới thì nhìn nó kết quả nhóm 3, 1, 2, 2 ra sau, 3 ra trước, 1 thì đi lên trên đỉnh. Đấy. Đấy vậy thì mình đối diện lại. Và bắt đầu nhìn thấy cái rãnh liên thủy đây, thì 6 nằm ngay phía sau. Đấy.
và xuống thấp một chút nữa thì kết quả 1 hay kết quả 3 hay 2 thì gắn chết là sau, không còn nhìn thấy nữa, nhìn rõ 6. Khi nhìn rõ 6 thì 2 không còn. 3, 1. Đó là tôi sẽ chỉ lên máy một chút. Cắt tốc một chút nữa thì bắt đầu không thấy nguyên thủy rõ đây. Thứ hai cái nguyên thủy đây là 4 rồi, không còn là 1 hay 2 đây nữa. Và thứ hai nguyên thủy đây phía trước nó vẫn là 3. Và phần thứ 6 là mình đến kết quả thì đứng cách ra kết quả thứ 6 thì 6 bên trái như vậy, kết quả thì dưới cách ra 6 và chúng ta nhìn đây cái kết quả thì dưới nó cách ra từ đây thì dưới này thì dưới và cái chỗ này cắt hư thấp chỗ tách ra của cái phần thì dưới cặp rồi, đây là thì 4 thì 5, thì 5 là phía trước thì 4 là phía sau xuống dưới một chút nữa, ba cũng còn một chút bên phải, ba cũng hơi sâu, 4, 6, cái khoảng 16 cũng rộng, nhưng nó là 6, 4, 5, xuống đây nữa thì 3 không còn cái đánh nguyên thủy, không còn, 5 còn sát ti, 4 phía sau, đây là 5, 4, 6, cái khoảng chỉ dưới hai bên, xuống dưới một chút nữa thì chỉ nhìn đây, đây là 5 này. Ở bên trái thì 4 nằm cao hơn một chút và xuống dưới thì còn 5, nhưng mà ở bên phải thì 4 đến 5 luôn luôn song hành với nhau cũng là đáy khổ. Thì cái kết quả phía dưới nó tách là 3 kết quả, 3 kết quả đây là 8, 9, 10 và đây là 8 này, 9, 10 phía sau khi đây là 8, 9, 10 thì đây là 8, đây là 9 và đây là 10. Đấy. Và cái tâm tìm bảy ở chỗ này thực ra tôi sẽ cho xem cái máy cái thì cái quả rất nhỏ cái bảy cái nhu mô của cái này là bảy, bên này hầu như không có 8, 9, 10 hẳn một cái bảy đây, gạch máu rất xa tim cả một cái tâm tìm đây, còn đây là gạch máu cái quả rất gần tim không có bảy. Đấy, xuống dưới nữa thì chị nhìn đây 8, 9, 10, 7 đây. Đây 8, 9, 10, không có bạn. Đấy, thì gì? Các cái mạch máu, động mạch đi kèm kết quả thì nhóm rồi. Đây, rồi tôi sẽ xem trên máy của chị. Em chạy thay bệnh nhân bị phải. Trên bàn mà một cái này nó là 1 mm và bút tinh đặt như này, nhưng cái này máy nó sẽ chạy là 0.5 mm, tuy nhiên này là tạm như thế thì cái máy nó tạm như thế nên nó không tải tăng bỏng hơn dưới 1 mm rồi, cái máy bản chất nó chạy được là 0.5 mm thôi. Thank you.
thường thì anh rõ. Ừ. Đây là cái rãnh liên vị lớn, nó tách ra thành hai thùy phía trên và thùy dưới ở phổi trái. Thì đó, và chúng ta nhìn thấy cái khoảng gốc bên trái này tách ra chỉ có hai cái khoảng, khoảng phía trên, thùy dưới. Và cái kết quả trên được tách ra hai nhóm kết quả, nhóm nhất 1, 2, 3, nhóm thứ hai này này tách ra cho 4, 5 này. Đấy. Và kết quả phía dưới đây để tách ra ba nhóm kết quả 8, 9, 10. Và bên phải nhìn thấy cái khoảng gốc gốc bên phải đây tách ra nhánh đầu tiên cái khoảng phía trên. Đấy. Và xuống dưới một chút nó tách ra hai nhánh nữa, đây cái khoảng phía giữa cái phía dưới. Đấy. Sau đó tôi đi theo từng kỳ một nhé, xem cách cái quả thùng gì như thế nào. Đây là cái quả phía trên để tách là làm ba nhóm kết quả. Bình thường nó sẽ tách là ba nhánh,
trước là cho 3, nhánh sau là cho 2, nhánh giữa lên 1. Tuy nhiên nó rất hay gặp hiện tượng như này. Chỉ là hai nhánh, một nhánh cho 3, một nhánh cho 2. Và cái nhánh cho 3 và cho 2 cách là một số nhánh cho 1. Khi nào về thì mình có 2 nhánh chính. Nhưng sau đấy chúng ta cái nhánh đi làm gan đây. Đây là cho 3 này, đây là cho 2. Đây thì mình nhé. Cho 3, cho 2. Và cái nhánh thẳng lên đây là cho 1. Tức là tách 2 nhánh. Một nhánh trước thì tách ra một nhánh cho 3 và một nhánh thẳng lên cho 1. Và nhánh phía sau thì tách một nhánh ra sau cho 2 và tiếp tục một nhánh thẳng cho 1. Tất cả những khu vực sẽ một được chia như này. Cái trình chia của cái cổ chúng ta sẽ chia như này. Cái này chỉ cần khi mà các bạn tưởng tượng là mình đọc dễ, không có khó đâu. Nói ví dụ các bạn tình cờ tìm thấy một cái nốt mở phân kỳ 8 ngày thì các bạn ghi ở đằng sau theo dõi chúng bạn sẽ có nốt mở bất kỳ con to lên đi. Các bạn đọc phần nhầm thì 9, đằng sau bạn tìm lên người khác đọc là 8. Vậy thì người ta nghĩ ngay thì một nốt ở 9 đã mất và xuất hiện thêm một nốt là 8. Đúng không? Nhưng nếu bạn đọc đúng là 8 hôm sau, cũng đọc đúng là 8 thì cái nốt ấy vẫn phải cho cũ thôi. Nhưng nghĩa của người Việt phân kỳ xác định phân kỳ như vậy. Còn những nước phát triển bây giờ thì người ta dùng cách hết rồi, hệ thống nó lưu trữ 10 năm rồi, đọc cái dấu hết từ sau chụp lên sau thanh lưu thế thì ít vững lại đấy hơn. Như ở Việt Nam mình thì cũng mấy năm nữa tạt được không. Thật ra thì nó không phải là khó khi chúng ta thích đọc, nhưng mà nó mới cái thứ nó khó về trong bản thân, nó khó là gì, nó tính không đặc hiệu. Các bạn đọc cái này ngày các bạn muốn đọc cái list thì nó khổ, rất là khó đọc, rất là khó đọc.